Ok chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè Trong khi xem video thì các anh em tiết gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em Và tiếp tục hôm nay mình quảng cáo review cho anh em một cái con game mua tuổi thơ mà nó hỗ trợ nhiều nhất ngay thời điểm hiện tại Và đây là server thằng ma phờ ghi hỗ trợ cho các anh em rất là nhiều Khi mới vào anh em chỉ cần ghi set 5 lần là các anh em sẽ nhận được một cái win 3 theo class Một set đồ 2 up cộng 9 theo class luôn và set đồ này thì cấp 7 trong dòng cấp 7 anh em có thể là chọn những cái set nào mà anh em yêu thích điển hình như là một cái con DK thì anh em chọn là set gồng xanh gồng đỏ gồng đen hoặc là quyền năng anh yes. em thích set nào thì cứ thể là chọn set nấy và công cụ đi farm thì tặng cho anh em là một cặp công cụ đi farm là cây kiếm gồng 10 phần trăm cộng 9 kèm theo đó là sẽ mát gì xét ngày luôn hiện tại là top 2, thì sẽ tặng anh em là 2170 hoặc là 2180 cách top tầm khoảng 10 lần reset 10 lần reset thì các em có thể là chạy trong vòng tầm khoảng vài tiếng đồng hồ là đuổi theo kịp tớp luôn không có vấn đề gì hết anh em chỉ cần là anh em bỏ thời gian là vào trong đây để trải nghiệm một cái con game phiên bản là lớp 2 có tên là lớp 2 luôn anh em qua server này là server thằng ma nằm trong cụm máy chủ là gold ba lê gành Cùm hiện tại server này đang là server đông nhất và hot nhất hỗ trợ là cực kỳ im luôn ngoài chuyện hỗ trợ co đe tăng thủ và mình còn hỗ trợ thêm cho anh em là vào mỗi đêm mình like ở trên kênh tiktok của mình ba cần câu thì mình có xây win hai, thể loại xây win hai là anh em có thể là vào trong tham gia ở trong một cái trang tiktok của mình anh em thả tim và anh em chia sẻ comment số thứ tự hoặc là các anh em có thể là thả tim và chia sẻ thôi mình lần theo những anh em nào chia sẻ trước thì mình sẽ xây trước mình xây tới lượt anh em có được một cái win thì anh em sẽ được tặng là công cụ cộng 11 như yes. gì đây 10% và 4% hoặc là anh em sẽ nhận được một cái set đồ cộng 11 cấp 7 đảo lại nha và lưu ý nè set đồ anh em có thể là tùy chọn được ốp và tùy chọn được cái set đồ của mình mong muốn luôn chứ không phải là mặc định mà bên mình muốn cho cái gì cho anh em đọt giải được hoặc là anh em vào trong đây ghi set được 5 lần ờ, mình thích set dòng xanh mình thích xét là quyền năng hoặc là mình thích xét là gồng đỏ thì anh em cứ việc là báo lên với nguyện vọng của anh em thì bên mình sẽ làm đúng theo ý của anh em nha hiện tại cái con game này là có luôn cái bảng socket và khi anh em chơi cái bảng này muốn mạnh nhất khỏe nhất thì các anh em phải đầu tư cho mình là một cây abs nè và đầu tư cho mình những cái bộ socket socket bên mình thì có là liver 3 tới liver 5 thì hiện tại mình vào trong đây cho anh em xem sắp kết của mình đang dùng là liver 3 thì liver 3 bán dọn dạng đâu đó tầm khoảng là 40k một viên và liver 4 là 80k một viên và liver 5 là 160k một viên anh em nào mà nhận được một cái gói co đe miễn phí anh em muốn nâng cấp lên cái set đồ mà cho nó khỏe hơn chút xíu anh em có thể là bk ngon hơn một chút xíu thì có thể là liên hệ bên mình mình sẽ cung cấp cho anh em là những cái món đồ top thanh lý lại ipad cũng có nè khiên cũng có nè win cũng có nè và set đồ có socket thì bên mình có cung cấp đồ tới cấp chín là nha anh em cung cấp đồ theo yêu cầu của anh em và bộ nhẫn và dây chuyền nói chung là những cái món hỗ trợ ở trên người là bên mình có cung cấp hết để cho anh em vào trong đây để trải nghiệm và hiện tại ở server này DK thì các anh em hãy dùng là DK E nè còn gọi là DK phép nha anh em E thì anh em có thể là dùng là một cặp chùi để mà mình farm hoặc là anh em có đầu tư có điều kiện thì các anh em lên cho mình một cặp ABS tại vì ABS là cái kiếm cuối ở server này ABS thì nó có nhiều loại ABS là có ABS S nè và ABS có dòng socket và ABS khảm socket thì bên mình có cung cấp đầy đủ hết luôn. Anh em đầu tiên vào thì không nên để đầu tư vội mà anh em hãy nhận cái gói đồ miễn phí bên mình tặng. Anh em trải nghiệm server ờ ừ, có đông không, có nhiệt không thì anh em bắt đầu hả đầu tư chứ đương không là không có phải là vào trong đây bắt anh em phải đầu tư liền đâu mà anh em vào trong đây chỉ cần bỏ thời gian ra để tìm hiểu trải nghiệm thôi còn cái chuyện đồ đạc và ghi xét thì để bên mình lo hết nhưng mà anh em phải ghi xét cho mình là năm lần anh em báo lên trên mình hoặc là anh em báo vô cơ trưởng là 085 và 5 số 6 2 số 2 thì cái số đó là số của mo server thằng ma đó là cơ trưởng nha anh em hoặc là các anh em có thể là báo ngay vào luôn ở cái video này rồi mình sẽ gửi anh em tới một cái đường link để các anh em nhận đồ cho nó dễ nhất khi mà các anh em vào trong đây tạo một cái ạ à không có gen để các anh em đi ghi xét và không có gen để mua gấu mua bò thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp với mình mình vào mình tặng gen cho anh em mình có thể là mua gấu giùm anh em bò thì anh em tự mua nha tại vì bò không có giao dịch được anh em dùng gấu nè dùng bò đi farm 5 lần ghi xét dọn dẹn tầm khoảng là 25 phút là các anh em sẽ có là một cái win 3 theo class một set đồ hai ốp theo class nè cộng chính luôn và công cụ đi farm kèm theo đó là gì set mát ngày luôn ngoài tính năng sắp kết của server thằng ma thằng ma nó có thêm một cái hỗ trợ nữa là đó là điểm master điểm master của con của mình là 341 ở đây anh em cài full điểm master lên tầm khoảng 350 là sẽ được tặng được một cái công cụ tùy theo class của anh em anh em thích cây như ví dụ là cây, cây gậy gồng cây kiếm gồng hoặc là cái cây nỏ cây cung gì đó thì các anh em nói lên là 350 điểm này được tặng một cái vũ khí là cộng 11 vũ khí gồng nha 10 phần trăm và 4 phần trăm và khi các anh em mát master thì các anh em sẽ được tặng một gói cò đe cực kỳ vip ở bên em luôn chừng nào anh nào mà mát master là 501 anh em nhanh tay chụp màn hình gửi tên các kiểu vào bên mình hoặc là bên mo cơ trưởng thì bên đó tùy theo thời gian và người ta sẽ sắp xếp một cái cò đe tặng hưởng cho anh em để các anh em không bỏ thời gian lãng phí ra cài những cái điểm master điểm master thì nó có ba bản để cho các anh em cộng bản đâu là bản a còn gọi là thủ bản b là kỹ năng cộng thêm của skill và bản c là cái bản tăng đam tuyệt đối của kỹ năng tất cả những gì cần thiết nó sẽ nằm chọn ở cái bản c bản c nó có là phụ trợ nè nó có tăng đam nè nó có loại bỏ phòng thủ nè và nó có tăng HP thì cái bản C là cái bản quyết định hết nha anh em ở một server khác điển hình như là server Hoàng Gia thì nó sẽ có giới hạn là không socket như cũng dẫn cài master còn server này thì nó vừa có master vừa có socket để cho các anh em có thể là vào trong đây có chuyện đợi đi farm hoài đi cài hoài ví dụ anh em bỏ thời gian đi săn boss nè hoặc là các anh em có thể là bỏ thời gian ra để cài master nè rồi đâu đó anh em có thể là đi farm những con bot nhỏ để mà mình nâng cấp, mình trải nghiệm, mình tìm hiểu tại một cái server thằng Mafari. Lúc trước server này là server của admin quản lý anh em, nhưng mà một thời gian ăn no xong rồi quăng để đó anh em tự sinh tự diệt. Thì thấy vào đó bên mình đã mua lại cái server này và phát triển theo hướng là phải ghi đầu tiên thì vào tặng cho anh em full đồ trước để anh em trải nghiệm thì mở ra thì cần thiết là những lời đóng góp của anh em và những cái mà ủng hộ của anh em để duy trì server được server thằng ma này thì chỉ có hai map là cái lượng s cao nhất IK good là dành cho anh em lên trên đây bk còn cái map mà ba gác là dành cho anh em tăng thủ tăng thủ lên trên đó thì ít bị top dành hơn thì đa phần trên đó là toàn là tăng thủ thôi còn anh em top á, thì người ta đã cài ở trên Ekagut này rất nhiều vì Ekagut và ba gắt thì cái lượng S nó sẽ lên nhân 3 anh em khỏi cần dùng bùi gì hết nhưng mà lượng S của anh em farm ở hai mắt này là farm 1 thành ba nên cái lượng S lên rất là cao anh em cài reset rất là nhanh hoặc là các anh em cài master nó cũng rất là ổn luôn. ở trên đây là hai điểm nóng, một điểm là ikagut và một điểm ba gác. anh em chỉ có bk hai điểm này thôi. khi mà vào trong game thì nó không có bị lộn, không bị nhạt đi. lúc trước thì mở full server anh em mỗi một người một góc rồi vào server thấy rất là vắng, nhưng thật sự là server nó đông lắm anh em tới cái giờ boss gọi người ta đi săn boss người ta bơi cao bot rất là đông nhưng mà qua cái giờ boss gọi á thì mỗi một người chui vô một góc để người ta pha master thì thấy vào cái tình trạng đó thì bên mình đã rút ngắn lại chỉ dành cho hai map thôi Boss á thì có thể là nhiều map điển hình như là cái map david nè rồi cái map là atlan nè map ta cân nè rồi map agana map block một còn mà farm reset và farm master thì chỉ có hai map thôi một map là Eaglewood và một map là gắt hai map đó anh em có thể là bk từ sáng tới chiều tại vì ngoài hai cái map đó ra là anh em farm là cái lượng hết anh em lên cực kỳ ít luôn nếu mà các anh em bỏ thời gian ở đó farm nguyên một ngày ở map khác thì trong vòng các anh em bỏ thời gian tầm khoảng một tiếng hoặc là hai tiếng lên map vip anh em farm thì chịu khó canh một tiếng hai tiếng thôi là đã bằng anh em farm hơn một ngày ở những cái map khác rồi như vậy nó cực kỳ ngon nha anh em qua video thông báo review quảng cáo của mình ở một cái server thằng ma hỗ trợ cho anh em newbie sẽ xin tạm kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại các anh em vào mỗi đêm 20 giờ tại cái tiktok hoặc là ở trên kênh trải nghiệm tv nha anh em